Anh em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Hà Đại Vũ đã cho mình mượn nick để trải nghiệm về con hàng Erling Haaland. Sau cái buổi thứ năm có gì ngày hôm qua thì chúng ta đã nói với nhau rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm Erling Haaland. Và đúng là như vậy, chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm con hàng hot nhất tuần này, Erling Haaland 103 chỉ số. Chỉ số to như Epic, hơn khối ông tiền đạo Epic luôn. Và mình đá 5 trận và ghi được 9 bàn với Erling Haaland ở phiên bản này. Style là goal poacher, một style rất dễ chơi. Nợ tư tấn công là 93, điều khiển bóng là 78, mình xin lỗi 79 cơ. Dê bóng là 75 này, sử dụng ra hẹp thì rất thấp, cũng như là truyền các thứ cũng rất thấp. Nhưng cái dứt điểm ở phiên bản này của Erling Haaland là 99. Rất cao luôn, cứ vung chân là có bàn này. Đánh đầu là 82, đánh đầu ở mức ổn. Sút phạt thì không cao. Tốc độ là 90, tăng tốc là 84. Lực sút là 94, bật nhảy 82, tỷ đề là 94. Ui, nó hại không. Thăng bằng thì không cao và thể lực là 82 thôi. Đó là chỉ số của Erling Haaland. Đây là cái shooting được búp thêm. Cộng 3 khi mà có phong độ A và cộng 1 với phong độ B. Được búp cho điều khiển bóng này, dứt điểm, lực sút và tỷ đề anh em nhá. Đây là bộ skill của Haaland thì có đánh đầu này, sút xa, sút xoáy, phiên bản này là đầy đủ. Racing sút này, dứt điểm tư thế khó này, heel trick, sút một chạm, sút penalty, có ưu thế chân không và skill tinh thần. Phiên bản này thì Erling Haaland không có super sub. Lần đầu tiên mình thấy Erling Haaland không có super sub từ phiên bản 2021 đến giờ anh em ạ. Hay nhá, được đấy. Chúng ta có đầy đủ các skill về dứt điểm. Hỗ trợ rất nhiều cho Erling Haaland trong việc ghi bàn. Uầy, trận đầu tiên thì chúng ta gặp phải quả đội hình cũng khủng khiếp quá cơ. Đá không cẩn thận là nghe về là toang đấy anh em ạ. Được rồi, Erling Haaland này, những bước chạy đầu tiên, chạm bóng. Ui, không vượt qua được. Cái tăng tốc của Erling Haaland cũng chỉ là 84 thôi, cho nên là Haaland mặc dù nhanh đấy nhưng mà cũng phải từ từ thì Haaland mới bứt tốc lên được anh em nhá. Được cái là Haaland thì nói chung là từ trước đến nay luôn là một con quái vật trong game lẫn ngoài đời rồi. Mặc dù năm nay là một cái mùa giải mà Erling Haaland không thực sự rằng là nó cháy như năm ngoái, nhưng mà với cái hiệu số như là cái bàn thắng mà Haaland ghi được thì nó cũng là quá khủng rồi anh em ạ. Mặc dù là nó không bằng năm ngoái thôi, mà đối với một tiền đạo thì đó là một chỉ số quá khủng. Đây rồi, đừng, vẫn là bóng đang trong chân của đội bạn. Pietlo, vẫn là Pietlo, đội bạn rất bình tĩnh luôn. Đá thông dong như này là mình nghĩ là đội bạn chắc tay lắm đấy. Ribery, ui đội bạn quá là bình tĩnh, vẫn lùi bóng về. Nhưng mà đường vào khung thành của mình khó lắm bạn ơi, vẫn không thể nào lên bóng. Thì chúng ta sẽ nói một chút về Erling Haaland anh em nhé. Erling Haaland ở phiên bản này chắc chắn là một cái phiên bản mà chúng ta thích nhất về cái chỉ số tổng rồi. Cái overall của Erling Haaland nó cao quá mà, 103 cho vào đội hình là rất đẹp. Nếu như mà không có booster thì nó cũng lui về 101 cũng là rất cao đấy. Chứ không phải là bỏ booster đi là Haaland sẽ quay về 99 hay là bao nhiêu đâu, nhưng mà lên tận 101 là mình thấy là cao sẵn rồi này. Nếu mà có phong độ A nữa thì lên hẳn 103 thì lại quá đẹp. Rồi thì cái chỉ số của Haaland cũng như vậy, chỉ số quá cao, dứt điểm 99. Mặc dù là Haaland sẽ hơi thọt về cái khoản dê bóng, đó là sự thật. Cũng như là những cái pha đi bóng của Erling Haaland thì cực kỳ là nhìn ngu ngu anh em ạ. Rất dễ mất bóng. Nhưng mà đổi lại Erling Haaland sẽ có khả năng càn lướt. Anh em chơi lối đá đơn giản thôi, càng đơn giản thì càng tốt với Haaland. Đây rồi, ở trong khối không phải Haaland á. Ông nào lui vào đánh đầu đây. Nói chung là Haaland sẽ chơi một lối đá đơn giản thôi. Sử dụng sức khỏe cũng như khả năng dứt điểm, đóng xa thì miễn chê rồi. Nhưng mà anh em đừng để Haaland cầm xử lý 1-2 nhịp bóng anh em nhá. Không làm được đâu, mình chịu luôn, mình không thể nào xử lý bóng với Haaland 1-2 nhịp được. Tại vì nó quá dở anh em ạ. Đó là một cái điểm trừ rất lớn với Haaland.
Nói chung là có bóng là vung chân thôi, hoặc là cho chạy một mạch cắm đầu rồi sút. Thế thôi. Còn anh em mà muốn chơi kiểu điều khiển bóng thì thôi, anh em dùng Mbappé thì cho dễ chơi. Đấy rồi, Erling Haaland. Và dứt điểm rất căng của Haaland. Và thủ thành đội bạn không thể nào bắt trúng bóng. Không thể ôm gọn mới đúng. Không để tung là cú dứt điểm. Haaland không được. Nói chung thì mình cũng chả bao giờ, cái ạc của mình không bao giờ có duyên với Haaland anh em ạ. Bao nhiêu lần Haaland ra mắt rồi, xả coi các thứ thì cũng chỉ có mỗi Haaland phiên bản đổi thể năm sao Na Uy ngày xưa thôi. Đúng là quá đen, không có duyên với Haaland một tí nào cả. Rất khó hiểu. Đây rồi, phản công biên rất thoáng này. Ở bên trong có Erling Haaland đang băng lên. Erling Haaland và Erling Haaland. Uầy, đổi cái điều ăn mừng anh em ơi. Không biết là những phiên bản khác như thế nào, mình chưa trải nghiệm. Lâu lắm rồi mình không chơi lại Haaland, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay thì Haaland đã có một điều ăn mừng mới. Một điều ăn mừng chỉ bắt đầu rất hay của Haaland. Đây là một điều ăn mừng mình rất thích. Và trong pha bóng này thì Haaland quá nhanh, quá khỏe, hai người kèm nhưng không thể nào tì đè được Haaland cả. Chỉ số tì đè là 94. Quá trâu bò, quá tốc độ và sức dướn tốt nữa. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-0. Erling Haaland đã có cho mình một bàn thắng. Mặc dù ngoài đời thì Haaland vẫn chưa chứng tỏ được nhiều trong những trận cầu lớn, nhưng mà trong game thì trong trận đấu này là một trận đấu mình thấy rằng là khá lớn khi đội bạn có một đội hình khủng. Mà Haaland vẫn đã có cho mình được một bàn thắng và đang chơi khá nổi bật. Đây rồi, Haaland thoát xuống này. Erling Haaland, Erling Haaland và Erling Haaland. Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho Haaland. Cú đúp bàn thắng dành cho tiền đạo người Na Uy. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Một pha bóng mà chúng ta đã phản công quá mẫu mực. Mọi tuyến đều chơi tốt. Và khi bóng lên chân Erling Haaland, khi khoảng trống nó mở ra, với tốc độ, sức mạnh, khả năng dứt điểm, Erling Haaland rất khó để bỏ lỡ một tình huống như thế này. Một pha dứt điểm cháy lưới của đội bạn. Ngã thẳng thủ môn luôn, không nói nhiều. 2-0, cú đúp của Haaland. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở ngoài đời anh em nên cho Erling Haaland thêm thời gian anh em ạ. Khi mà Haaland vẫn là một cầu thủ rất trẻ và rất có tiềm năng để phát triển. Chứ mình thấy rằng nhiều anh em đang hơi chỉ trích Erling Haaland một chút. Khi mà trong những trận cầu lớn thì Haaland hầu như là biệt tâm. Một phần cũng do khối đội hình của Pep Guardiola khá giữ vị trí, cho nên Erling Haaland không thể nào di chuyển nhiều được. Cũng như là đội bạn hầu như là đều cho người theo kèm rất rát Erling Haaland, khiến cho Haaland không có khoảng trống để chơi. Như vậy một cầu thủ có khả năng điều khiển bóng kém như Haaland thì lại càng khó chơi hơn. Nhưng mà nó sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các đồng đội của Haaland. Ví dụ như Foden trong mùa này đang có một phong độ rất cháy, khi mà khoảng trống được để lại rất nhiều cho Foden. Haaland bị kèm mà anh em. Đấy, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Chứ thật ra là mình cũng chỉ gọi là ăn cơm rau muống với cả canh xấu thì mình cũng không thể bàn được chuyên sâu được. Nhưng mà theo cái ý hiểu của mình nói như vậy để có thể an ủi cho Haaland. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này. Chúng ta đang vẫn kiểm soát rất tốt. Lên bóng. Bellingham đường truyền cho Haaland, không được. Mình thấy rằng là cái phiên bản này Erling Haaland đánh đầu nhiều pha nó còn hơi ngáo anh em ạ. Đây rồi, bóng đến chân Haaland này. Xử lý bóng, ui tự tin quá Erling Haaland, không vào. Bóng đi chệch gôn. Thiếu một chút nữa thì chúng ta đã có siêu phẩm với Haaland. Tự nhiên pha đấy Haaland xử lý ngọt thế nhỉ. Đội bạn căng ngang nhưng không được. Vẫn còn Erling Haaland, đường truyền quá tốt cho Kim In-jae. Thời gian thi đấu chỉ còn 3 phút bù giờ. Chúng ta vẫn còn bóng. À không, chúng ta mất bóng rồi. Chúng ta vẫn còn bóng. À không, chúng ta mất bóng rồi. Đội bạn lên bóng. Đội bạn lên bóng và chúng ta có lại bóng. Và trận thi đấu cũng khép lại với tỷ số là 2-0. Với cú đúp của Erling Haaland. Một cú đúp siêu đẳng của Haaland. Trận đấu quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trận thi đấu thứ hai anh em nhá. Trận này thì mình sẽ sử dụng sơ đồ của Man City luôn. Sơ đồ tuần này một mình Erling Haaland đã cắm thôi. Đội bạn có hai trung vệ khá khó chịu là Marquinhos cũng như là Rudiger. Hai trung vệ có khả năng không chiến tốt. Và Rudiger thì ở trong từ năm ngoái đến giờ Champions League thì anh em toàn bảo là bố của Haaland. Không biết trận này kèm được Haaland không đây. Kèm được rồi anh em ơi, cắt bóng tốt đến từ Rudiger. Mà nói thì nói nhưng mà chỉ cần để Haaland có một khoảng trống nhỏ thôi là chắc chắn bàn thắng sẽ đến. Erling Haaland phối hợp. Đây rồi, khoảng trống nó mở ra dành cho Erling Haaland. Vẫn là điều ăn mừng chỉ tay vào đầu, quá đẹp. Mình vừa nói xong một khoảng trống nhỏ thì Erling Haaland đã ngay lập tức tận dụng. Bán bàn 1-2 rồi băng xuống dứt điểm. Với style Goldwatcher thì nó lại là một điều quá dễ dàng. Nó dễ chơi hơn là Fox in the Box anh em nhá.
Bạn lại sai lầm mà chúng ta có cơ hội với Hà Lan. Rudiger và Hà Lan có lỗi rồi. Không thể cản được Hà Lan cho nên Rudiger đã phải dùng tiểu xảo. Thì ngay sau đó là cú phất bóng của Kevin De Bruyne dành cho khán giả. Chúng ta vẫn đang thu hồi bóng rất tốt. Như này thì tấn công liên tục. Ây à. Sao mình cứ kiểu vừa nói rất mồm xong là đội mình chuyền hỏng hay là ghi bàn ngay đấy nhỉ? Đấy rồi, tốt này. Lên. Heung-min Son. Kéo Hernandez. Đường chuyền, ôi rồi ôi, chuyền đúng vào quả Van Vede. Đội bạn đang tấn công nhưng mà mình thấy rằng quân số đội bạn ở phía bên trên là rất ít. Sao ít thế nhỉ? Đội bạn có kéo vạch thủ đâu nhưng mà ít nó làm nên chuyện anh em ơi. Ui rồi ôi, ít nhưng mà nó chất lượng. Một đều rồi, một sai lầm nhỏ thôi thì đội bạn cũng ngay lập tức lập tận dụng. Toàn đấy nhỉ? Sau bàn thắng của Linh Hà Lan thì chúng ta vẫn chưa có một cơ hội nào gọi là nguy hiểm thêm cả. Thế nên chúng ta cũng phải đá cẩn thận thôi, không chủ quan được. Theo Hernandez, Erling Haaland, ui đấy, anh em thấy không? Rất khó để có thể gọi là cầm bóng với Hà Lan. Xử lý nó rất chậm. Nhưng mà vung chân là nó dễ rất nhanh đấy, cho nên là có bóng là vung thôi anh em ơi. Khả năng vung chân của Hà Lan rất nhanh. Đấy rồi, phối hợp nào. Erling Haaland, phối hợp. Đấy rồi, khoảng trống cho Hà Lan, không được. Đoạn băng vào quá nhanh. Chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt. Và trung lộ nào. Ý, vẫn còn này. Ấy, không được luôn. Đội bạn phản công ít cầu thủ nhưng mà chất lượng nha, chất lượng nha. Đây rồi, không được. Lùi về rất nhanh. Nào, đội bạn cũng đang pressing rất rất nhanh luôn ý. Ui, cái gì cũng rất thế. Ok, lại băng bài pressing. À đúng rồi, hôm trước thì có một anh em nhắc mình rằng là mình đọc tên ông kia nhầm. Đúng là mình đọc nhầm anh em ạ. Mình cứ quên mồm, mình không hiểu ra mình lại đọc ông ý là Wilshere. Đúng, nó phải là Wilshere anh em ạ, trời ơi. Đúng là cái mồm, không, mình vẫn bị đọc quên là Wilshere anh em ạ. Nhưng mà trận này mà mình có đọc nhầm là Wilshere tiếp thì anh em thông cảm cho mình nhá. Mình cứ bị quên mồm ý. Đây rồi, không được. Rất khó chịu với Rudiger. Thi đấu quá năng nổ ở Linh Hà Lan, phối hợp nào. Thì bên trên De Bruyne di chuyển. Không thể đến được chân Hà Lan, cướp được không? Không cướp được. Đội bạn phản công, ui lần này phản công nhanh nhá. Ui nhanh thế, vẫn là Mbappé. Mbappé đã chậm một nhịp rồi. Chỉ cần chậm một nhịp thôi là chúng ta sẽ băng vào ngay. Saka không thể vượt qua Hernandez. Được rồi, Saka tốc độ nào. Tốc độ của Saka đường chọc khe dành cho De Bruyne. De Bruyne vẫn không thể tạt được. Trong Wilshere này thi đấu trận này lạ đấy ta ơi. Mình tưởng là nhạc trưởng mà chạy băng 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 như bốc tú bốc ạ. Đấy, lại cắt bóng này. Hôm trước mình đá thấy ông này đá nhẹ nhàng lắm mà hôm nay đá cục xúc đấy. Odegaard. Musiala. Vẫn là đội bạn. Có thể dứt điểm không? Không được. Không chỉ đội bạn thủ tốt mà chúng ta vẫn đang rất tốt. Van Vede bị sửa lưng mất rồi. Rất khó để triển khai phản công. Nguy hiểm quá, dứt điểm vào rồi. Đó là Mbappé. Đã khó thì lại càng khó hơn. Chúng ta đã ở thế thua rồi. Không ổn một tí nào cả. Ôi giời đất ơi, bàn thắng của Linh Hà Lan coi như là bị quên lãng luôn rồi. Đấy rồi, Van Vede phối hợp với Saka. Đường tạt bóng vào trong cho Linh Hà Lan. Không thể đánh đầu được. Phạt góc nào có cơ hội dành cho Saka. Không phải là Hà Lan băng vào chứ nhở? Quay rồi, khi mình phải kéo một vạch tấn công lên rồi. Ôi, sao bấm không được? À đây rồi, đây rồi. Không cần bấm nữa, phản công đây rồi. Saka và Erling Haaland. Khoảnh khắc chúng ta cần thì ngay lập tức Hà Lan lên tiếng. Khi mà trận đấu đã khó hơn thì Hà Lan vẫn biết cách để biến nó thành một cách dễ dàng. Với cú dứt điểm này, một cú dứt điểm bằng chân không thuận. Đúng là chỉ cần một khoảng trống thôi. Mặc dù Hà Lan rất ít xuất hiện, nhưng khi đã xuất hiện thì Hà Lan sẽ gây làm nên chuyện. Một phiên bản với cái dứt điểm là 99, vùng chân quá tín của Erling Haaland. Đây là Son Heung-min, cú tạt dành cho Haaland và thế trận xoay chiều rồi. Chúng ta đã vươn lên được dẫn trước và thời gian chỉ còn là 5 phút thôi.
Vẫn là Erling Haaland, một tình huống băng lên quá cao. Mình không biết là đây là một tình huống may mắn hay là không may mắn nữa. Đập cột rồi đi vào gôn. Không biết là may mắn hay không may mắn anh em nhỉ. Mà không giao thắng là được, nhưng mà từ từ nha. Vẫn còn thời gian là cũng dễ toang lắm này. Được rồi. Mình nghĩ là trận đi đấu cũng chỉ dừng lại đi thôi, mong là thế. Nào, phản công đi. Tốt. Tốt, hết rồi. Và như vậy là trận đi đấu cũng khép lại với tỷ số là 3-2. Một trận đấu phải nói quá xuất sắc của Erling Haaland. Không còn điều gì để chê ở Haaland nữa rồi. Và có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm nhanh của mình về Erling Haaland đấy thôi. Và nếu anh em nào có nhu cầu nằm coi iOS, Android chính hãng thì có thể liên hệ qua fanpage vào game anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.